Bây giờ xin giới thiệu với anh chị hai tác phẩm cụ tế công được chế tác trên gỗ Ngọc Am Hà Giang, rất chi là thơm luôn, rất tuyệt vời anh chị nhé. Hai tác phẩm cụ tế công. Tác phẩm thứ nhất này, cụ tế công đứng dưới gốc cây tùng với chiều cao là 88, ngang 46 và sâu là 33. Vâng, cao 88, ngang 46 là sâu là 33. Chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang, chuẩn Ngọc Am Hà Giang luôn, rất thơm, đã lên tuyết, hàng bám đầy tuyết luôn, thơm nức, bao thơm, hàng liền lạc. Anh chị nào mà nhìn rất tác phẩm này về thì thôi, hữu duyên rất cụ về để trưng vào nhà này thôi, thơm cả căn phòng. Em đảm bảo là căn phòng 8-9 chục mét vuông là đều thơm hết nhá. Thì tác phẩm này rất thơm, chỗ nào mà có khe rãnh là đều lên tuyết hết rồi. Tác phẩm tạc thêm một cụ tế xay. Cậu dáng đang biêng này, trông nghiêng ngả vậy thôi mà đứng vẫn vững chắc. Vâng, với ý nghĩa, với cái ý nghĩa phong thủy là trấn sạch trừ tà. Đấy, mẹ tượng tế công này mang đến hiệu quả là bảo hộ trừ tà và trấn sạch, rất tốt cho gia chủ tại những ngôi nhà hay mảnh đất có vong thường xuyên đến, hoặc những khu đất giữ gần nghĩa địa, những nơi mà lặng âm khí, người ta hay đặt tượng tế công để hóa giải âm khí, xua đuổi tà ma, tránh để những cái xấu quấy nhiễu đến con người. Vâng, nếu cho con theo các cụ truyền tay nhau rằng nếu mà có trong nhà con trẻ trong nhà hay quấy khóc bệnh tật, người ta cũng thường bày hóa tượng tế công để trừ đi hung khí ma mị quấy quả trong nhà, át vía những đứa trẻ. Vâng, đặt tượng tế công thì sẽ giúp thanh trừ khí độc, đem lại vượng khí cho không gian sống của gia chủ, đồng thời giúp gia chủ mà khỏe mạnh, tránh được bệnh tật đau ốm. Hơn nữa cụ tế công luôn mang cái khuôn mặt là tươi sáng sảng khoái, bài trí tượng tế công sẽ giúp không khí gia đình thêm phần vui vẻ, tinh thần dễ chịu, thoải mái hơn. Đấy, dần về đấy ý nghĩa phong thủy rất tốt. Và đem và sẵn đang xoay cho anh chị để thấy cái tứ diện của tác phẩm này. Đằng sau là vẫn dựa trên một cái thế nũa xoay rất đẹp, nhưng mà xoáy mà vặn lên bẻ ra cây tùng rất đẹp, nhưng mà trông vậy thôi, nhưng mà lại trông xoáy nghiêng ngả vậy mà là vững chắc, cũng như là cụ tế đây đấy, cụ tế đây dáng phế đang phiêu say, nhưng mà cái thế đứng vững là đang đứng rất chắc luôn. Phương tác phẩm cụ tế công trên chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang rất cực kỳ thơm này, chiều cao là 88, ngang mà 46 và sâu là 33, có giá là 4.8 triệu nha anh chị nhé. 4.8 triệu không bao ship được tác phẩm cụ tế công đẹp tuyệt vời này, thần thái đục nghệ nhân rồi nhá. Đây, rất tuyệt vời luôn, hàng liền lạc, bao thơm nhá, chắc chắn tác phẩm này cực kỳ thơm, siêu thơm anh chị nhá. Chỉ được có giá là 4.8 triệu nhá, 4.8 triệu không bao ship. Về ý nghĩa phong thủy của cụ tế công đấy anh chị, vừa em vừa nói đấy, và có nhiều ý nghĩa hơn nữa, anh chị có thể là đã biết hoặc là tìm hiểu để sẽ biết. Đấy, em quay nhiều góc độ anh chị thấy được cái vẻ phiêu của một tác phẩm nghệ thuật được chế tác trên chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang. Và anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm thì liên hệ với Từ Gỗ Sở Nguyên Hồng, số điện thoại 0987336318 anh chị nhá. Chỉ có giá tác phẩm có giá là 4.8 triệu không bao ship anh chị nhá, 4.8 triệu không bao ship cho tác phẩm cụ tế này. Và đây sẽ đến tác phẩm cụ tế nữa, một tác phẩm cụ tế với chiều cao 58, ngang 33 và sâu là 33. Cụ này thì cụ tế này cũng là chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang luôn, cũng thơm không khác kém với cụ kia. Đây, cao là 58, ngang 33, sâu 33. Cụ này thì có giá là 4.4 triệu. Bốn triệu sáu cho tác phẩm này là không bao ship. 4.6 triệu cho tác phẩm cụ tế này là không bao ship mình chị nhá. Cụ tế thứ hai, chất liệu gỗ Ngọc Am Hà Giang được tạc thêm một cụ tế liền lạc luôn, cái dáng đứng rất là ngả nghiêng nhá, dáng ngả nghiêng đang phê đấy, cụ lúc nào cũng phê trong cái men, nhưng lại cái có tấm lòng này hướng Phật, có tấm lòng Phật giúp đỡ được rất nhiều người, và bài trí tượng cụ trong gia đình, trong căn phòng thì là với rất nhiều ý nghĩa phong thủy tốt như em đã nói ở phần đoạn khúc trước. Đây là tác phẩm cụ tế này tuyệt vời luôn, liền lạc, cao 58, ngang 33 và sâu 33, có giá là 4.6 triệu nhá, 4.6 triệu không bao ship được tác phẩm này. Có một cái tích là khi cụ thì đi tu nhưng vẫn thịt, thế nên có một cái tích là bị người khác chất vấn vì sao làm hòa thượng rồi mà còn vẫn ham rượu thịt, thì cụ tế say thùng thẳng đọc mấy câu thơ như sau: cổ thi Phật tổ để một phong, dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng, người nay tu miệng lòng không sửa, bần tăng lòng sửa miệng thì không. Vâng, rất hay, và có một cái câu chuyện kể lại như vậy rất là hay luôn. Và em đang xoay tác phẩm này cho anh chị thấy được cái vẻ đẹp
của tác phẩm, phía sau là cái nũa rất dáng rất là đẹp luôn đấy chị nhá, dáng rất là phiêu và đẹp, xay xay biêng biêng. Và bác nào mà hay nhậu thì cũng rước cụ về và chân sạch trừ tà, và cái ý nghĩa rất là hay, đặt cũng rất quy hợp với mình. Vâng, ai chị nào muốn sở hữu những tác phẩm gỗ Sử Nguyên Hồng thì hãy liên hệ với Tường Gỗ Sử Nguyên Hồng, số điện thoại 0987336311.